Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn Camera cung cấp cho quý vị và các bạn một cái video mà thấy cũng hơi lạ. Nhà mới mua từ bàn giao từ đầu năm, bây giờ đã rao bán rầm rộ luôn. Và nhà mới thì cũng rao bán mà nhà cũ cũng rao bán trên một cái trục đường lớn nhất ở Sài Gòn. Đó là trục đường Nguyễn Hữu Thọ, nối từ Nguyễn Văn Linh qua. Trước khi đi vào chi tiết và cụ thể, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trước mặt quý vị và các bạn đây là những dãy nhà thương mại hay còn gọi là shop house, những nhà mới của một cái dự án mà người ta mới bàn giao cuối năm 2022, đầu năm 2023. Nhưng bây giờ tất cả các cái dãy này đều treo mảng để bán nhà hoặc cho thuê. Nghĩa là người ta dự kiến những cái này để làm ăn buôn bán, nhưng mà bây giờ chẳng buôn bán gì cả, mà chỉ có là bán nhà đi thôi chứ không có buôn bán hàng hóa gì á. Rồi, giờ mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan cái dự án này một cách chi tiết hơn. Đây là trên cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ đây, Phước Kiển, Nhà Bè, nối từ Nguyễn Văn Linh qua. Từ đây cách trung tâm quận nhất chừng khoảng 10 km. Đó, bên tay trái quý vị và các bạn đây là những dãy nhà biệt thự song lập, đơn lập. Người ta xây lên rất là nhiều, người ta xây lên nhiều lắm. Và cái dự án này thì cũng khá rộng, tới diện tích tới 350 hectare là. Nhưng mà cái giai đoạn 1 này quý vị và các bạn này, người ta chỉ làm một ít thôi. Cái giá ở đây thì cũng khá cao, từ 126 triệu tới 203 triệu một mét vuông. Đây là những cái nhà biệt thự đơn lập song lập đây, một trệt hai lầu gì đó, đại khái như vậy. Và người ta cũng giao bán thì quá trời luôn, giao bán quá lời. Nếu mà biệt thự đơn lập thì cũng khoảng gần 20 tỷ một căn, và cho tới có những căn tới 28 tỷ. Còn song lập thì từ 18 tỷ, 16 tỷ tới 18 tỷ. Đó, ghê gớm ha quý vị. Đúng là tiền nói tỷ không. Mà đây là một cái khu vực ở Nhà Bè đó, ở Nhà Bè, Phước Kiển, Nhà Bè, nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Cái giai đoạn 1 này thì người ta làm chừng khoảng 350 mấy căn thôi, vừa biệt thự, vừa nhà phố, vừa shop house. Đó, trước mặt quý vị các bạn là những cái dãy biệt thự đấy, nằm trong cái khu, trong một cái khu. Đó, mà không biết là bây giờ người ta đã mua bán như thế nào. Ở trong này thì mình không có vô được, nhưng ở cái dãy mặt ngoài á, những cái nhà phố thương mại thì người ta treo bán bảng, treo bảng bán. Đó, một cái khu khá rộng, và người ta tiếp tục, người ta xây dựng đó quý vị và các bạn, người ta tiếp tục xây dựng. Đó thì hiện tại đây là một cái khu dân cư cũng quy hoạch bài bản và đăng cấp. Nhà cửa thì xây dựng rất là khang trang. Như mình đã nói, với cái vị trí là nó cách quận nhất chừng khoảng từ 9 tới 10 km á. Nằm ở trục đường khá lớn, trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Nó nối về các cái vùng của Nhà Bè. Đây thì cũng là một trong những khu dân cư mà rất nhiều các cái dự án xung quanh. Đó là phía bên trong là những cái dãy biệt thự này, còn bên ngoài này là những cái dãy nhà phố này các bạn này, những nhà ở thương mại này. Nó cũng là một trệt hai lầu, hai lầu rưỡi gì đó, quá trời luôn. Nó diện tích là 717 đó quý vị, diện tích 717 á. Đó, quý vị và các bạn theo, mới giao nhà mà bây giờ tất cả người ta không muốn bán gì hết, mà toàn là thấy biển treo bán nhà không. Và một cái căn biệt thự như thế, một cái căn nhà phố liền kề shop house thương mại như thế này, hiện tại quý vị ha, người ta chào bán với giá khoảng 14 tỷ cho tới 18 tỷ. Đó, tùy theo những cái vị trí. Đó, với diện tích khoảng 120 mét vuông á. Đó, từ 14 cho tới 18 tỷ không quý vị. Đây là những cái nhà đầu tư đây, từ người ta mua lên người ta bán lại, nhưng mà giờ chủ đầu tư người ta vẫn còn làm nữa mà. Đó, ví dụ như ai mua thì người ta vô chủ đầu tư người ta mua đó. Thì những cái hồ sơ ở đây thì hợp đồng mua bán và sang tên tại công ty này. Đó, một dãy như vậy.
mình thấy chưa có ai buôn bán gì cái khu vực này cả. Và trong đây này, những cái khu này người ta tiếp tục người ta xây dựng này quý vị và các bạn này. Xung quanh đây thì những cái tiện ích thì đi sâu vào trong cái hướng đường Nguyễn Văn Linh á, đi về hướng quận 4, quận 8 đó, quận 7, đi về hướng đó mới có tiện ích. Còn tại hiện tại khu vực này thì chủ yếu là khu dân cư đó. Đây là cái dãy thứ hai này quý vị và các bạn này, toàn bộ đều có cái bảng cho thuê hoặc bán nhà, ai mua được thì bán, ai thuê được thì thuê. Nhưng thực ra cái việc mà thuê nhà ở đây thì không biết là người ta kinh doanh cái mặt hàng gì thì cũng hơi bị khó đây. Trước mặt cái việc bạn là chạy qua đây là thấy liền à, nó là cái nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ mà, chạy đây thấy liền luôn. Người thấy xây dựng cũng khá bề thế đó, xây dựng khá bề thế. Và đây là có những căn người ta hoàn thiện mặt ngoài thôi, còn ở trong thì có những căn còn trống, cũng có những căn người ta đã làm cái nội thất bên trong đó. Nhưng mà cư dân thì chưa thấy về ở, không biết là những cái dãy biệt thự ở trong thì có người ở chưa đó. Còn đây toàn bộ những cái cánh cửa thì đều treo cái biển bán này quý vị và các bạn này đó. Đây là những cái dãy nhà mới của khu dân cư mới luôn, khu dân cư rất là mới luôn. Còn chút xíu mình sẽ chạy qua cái khu dân cư cũ phía bên kia đường, các bạn cũng thấy người ta treo biển bán nhà, cũ cũng bán mà mới cũng bán tùm lum hết đó. Thì như mình đã nói đó, mà với một cái mét vuông ở đây là nó có giá từ 126 triệu cho tới 203 triệu tùy theo khu vực và vị trí của quý vị. Biệt thự rồi nhà phố rồi biệt thự song lập rồi biệt thự đơn lập đó, có những cái căn biệt thự 300 mét vuông là tới 28 tỷ đó, còn 250 mét vuông là khoảng 20 tỷ. Còn những cái căn shop house như thế này này các bạn này, là cũng nhỏ nhất là cũng khoảng 14 tỷ và nhiều nhất là khoảng 18 tỷ một căn. Mình nghe nói tiền tỷ tỷ mình ớn thiệt luôn á. Dân lao động thì kiếm từ cắt từng đồng, nghe nói tỷ tỷ là thấy ớn. Cho nên các bạn thấy không, toàn bộ những cái dãy như này thì không có ai buôn bán gì khu vực này cả. Không biết bao nhiêu năm nữa thì cư dân sẽ về ở và cái khu vực này người ta sẽ làm ăn. Nói chung trên tất cả những cái dự án thì mình đi đâu mình cũng thấy như vậy cả. Người ta buôn bán rất là ít, và chủ yếu nếu mà có buôn bán, có cư dân thì người ta cũng buôn bán hàng ăn, hàng uống và cà phê là chủ yếu. Đó là nguyên một cái dãy, một cái khu dân cư mới nha. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục đi thêm một đoạn nữa để coi người ta tiếp tục vẫn xây dựng quý vị. Tại vì cái diện tích khu vực này nó nhiều lắm. Toàn bộ cái dự án này là tới 300 mấy chục hectare là. Đây là người ta làm giai đoạn 1 á, bây giờ giai đoạn 2 người ta tiếp tục làm. Đó, cho nên là quý vị và các bạn đi thăm một vòng, sau đó mình quay lại những cái về phía bên kia đường là những cái khu nhà cũ của rất là nhiều các cái đơn vị người ta làm từ trước rồi. Người ta đi vô kinh doanh thời gian rồi, nhưng mà bây giờ nó cũng vẫn ế ẩm rồi. Người ta hầu như toàn bộ những cái khu vực bên dưới là người ta treo bảng bán nhà và cho thuê nhà không, cũng giống như bên đây vậy đó. Đây là khu vực người ta tiếp tục người ta xây dựng, quý vị này. Chứng tỏ là chủ đầu tư người ta vẫn bán được chứ, người ta bán được người ta mới xây chứ, đúng không? Và những nhà đầu tư thì người ta mua xong rồi bây giờ người ta rao bán lại, chưa rao mực người ta đã bán lại rồi. Cũng có thể là người ta gồng gánh không nổi vì giá cả nó cao quá, mua bán cho thuê không được, bây giờ bán lại. Tình hình bất động sản là như vậy quý vị, chưa biết chừng nào có cái dấu hiệu hồi phục. Và vừa rồi cũng có những cái chuyên gia người ta dự báo sẽ tăng trưởng trở lại, sẽ hồi phục trở lại, nhưng mà chưa có dấu hiệu gì. Đó, bên trong này quý vị và các bạn này, người ta vẫn tiếp tục thi công trong đây này. Ta làm hạ tầng rộng vô cùng luôn. Một cái khu vực ở Nhà Bè này ngày xưa là khu vực ruộng và đầm lầy. Người ta phát triển ra những cái khu vực bên đây. Thì nói chung là so với các cái quận nội thành thì đi vào thì khoảng chúng cũng 9-10 km, nhưng mà kiểu như là cái dân cư nó mới quá, dân cư chưa có tập trung về đây nhiều. Và người ta cũng mô phỏng những cái tiện ích xung quanh, gần cái này gần cái kia, gần cái nọ rất là nhiều, nhưng mà đó là trên các cái phương diện của dự án mà thôi. Còn thực tế đi vào đây thì các bạn nhìn thấy cái con đường không, hai bên hai cái đường
cái đường bên này không thấy đường bên kia luôn, nghĩa là cái trục đường rất là lớn, ở giữa nó có một cái khoảng đệm được trồng cây rất là rộng luôn, hai bên hai cái trục đường, nghĩa là xe chạy bên đường này không nghe tiếng xe chạy bên kia, khá rộng. À, đây là cái con đường ngược lại quý vị này, cũng Nguyễn Hữu Thọ, mà nãy là cái đường lên, bây giờ đường xuống. Cái đường này là đi về trung tâm của thành phố này, đi về quận 8 này, quận 4 này, quận Nhất này, quận 7 này. Đó, bên tay trái quý vị là dự án mới hồi nãy mình đi tham quan, bây giờ mình đi bên dự án bên phải này. Thì trên này thì nó hình thành từ rất lâu rồi, cũng có rất nhiều doanh nghiệp người ta làm các cái dự án bên đây, cũng có cư dân về ở rồi, nhưng mà tình hình buôn bán và sinh hoạt của người dân ở đây nó cũng vắng vẻ. Đó, hôm nay là ngày thứ hai đó quý vị và các bạn, thứ hai đó. Có những cái tòa nhà rất lớn, người ta làm ra đường và những cái trục đường rộng rãi vô cùng luôn, người ta cứ nghĩ là thu hút cư dân về đây ở. Và nói chung là cư dân hàng sang thì người ta cũng khó mà ở những khu vực này đây, tại nó xa xôi quá. Đó quý vị nhìn thấy không, những cái tòa nhà này là mình thấy từ lâu luôn rồi đó, rất là lâu rồi. Nó làm lên là bây giờ đang để, chẳng có buôn bán hàng hóa gì cả. Và nhìn nó vắng vẻ lắm, nhìn nó vắng vẻ, nó thưa thớt. Rồi không có, người ta không có chăm chút nhiều quá. Các bạn nhìn thấy không? Lâu ngày rồi nó cũng cũ rồi. Đó, cư dân thì tại vì nó rộng lớn quá hay sao, cư dân mình thấy nó cũng không có đông đúc, hoặc là khi người ta về thì người ta ở trong nhà, người ta cũng ít ra đường. Đó, các bạn nhìn thấy không, những cái khối nhà rất to và hoành tráng. Đó, ngay cả trong các cái quận nội thành thôi, bây giờ những cái mặt bằng lớn đó, người ta cũng trả hết trơn rồi, không có thuê. Thì ở khu vực này thì đương nhiên rồi, đương nhiên là nó có cái tình trạng như thế này rồi, nó vắng vẻ. Đó, quá trời ha quý vị, nghĩa là bên mới cũng vậy mà bên cũ cũng vậy thôi. Đây các bạn nhìn thấy không, người đâu không thấy luôn. Nội duy tu bảo dưỡng và để càng ngày nó càng xuống cấp đó chứ, đâu phải đâu. Đây là những cái đế của những cái khu chung cư đây chứ. Và như mình đã nói đó, thường thường mình cũng có nói đó, chung cư thì bán với giá cũng khá cao, người dân lao động người ta không đủ tiền. Đó, người ta chỉ cần cái diện tích nhỏ thôi, giá cả vừa phải, người ta gom đủ thì người ta mua, chứ bây giờ giá nó cao quá, vượt cái tầm với của người ta không ấy được. Đó, các bạn nhìn thấy những dãy nhà để nườm nượp luôn, còn lại là những anh shipper, những anh giao hàng không ạ, thì người ta đặt hàng người ta tới người ta giao. Đó, còn những cái tòa nhà như thế này thì trống trơn. Đó, bây giờ nói về bất động sản thì coi như mấy năm đổ lại đây thì nhiều người cũng thất điên bát đảo, không biết như thế nào. Tiền bạc thì không có, nhà cửa thì chất đóng luôn, sổ hồng sổ đỏ quá trời. Đã đầu tư một cách dàn trải, những chỗ dự án mới mở, những chỗ nào ngon thì người ta tới người ta đầu tư, nhưng bây giờ tất cả những dự án đều đứng hình. Đó, trước mặt quý vị và các bạn thấy không, toàn bộ những cái mặt bằng rất rộng lớn luôn, nhìn có vẻ bề thế. Trước đây người ta cứ nghĩ là buôn bán làm ăn được, nhưng bây giờ nó như thế này đây, một cái quang cảnh rất là ảm đạm. Vậy mà những cái dự án vẫn liên tiếp được xây dựng, vẫn mở ra quý vị và các bạn, vẫn mở ra, người ta vẫn làm. Đó, còn đây những cái dãy nhà lụp xụp này người ta cũng không chịu nổi, người ta đóng cửa này. Ngày xưa mà xôn tủ đó, người ta mở những cái chỗ để trang trí nội thất này, đồ gỗ đồ này kia, hoặc là người ta làm điện làm nước đồ này nọ, thiết bị vệ sinh, bây giờ người ta trả hết trơn luôn rồi. Đó, đây là những cái khối đế này,
đây là những khối đế của những tòa chung cư này. Các bạn nhìn thấy không? Treo biển bán, cho thuê, bán. Thuê thì không ai thuê rồi, bây giờ bán thôi, bán với giá nào, nhưng mà bây giờ cái giai đoạn này người ta đầu tư thì cũng khó. Bây giờ những nhà đầu tư người ta cũng khôn rồi. Dân thường thì không có tiền để mua, còn những nhà đầu tư thì giờ người ta nhìn người ta ớn rồi, người ta cũng đầy lên mà. Đó, nhà cửa đất đai nhiều quá người ta còn bán không được, người ta mua làm gì quý vị và các bạn. Đó là một trong những cái mà nhức đầu nhất. Cho nên là toàn thành phố luôn, mình đi đâu mình cũng cảm thấy, để phản ánh cùng quý vị và các bạn cùng xem cái tình hình nó ám đạm, rất ám đạm về bất động sản, về việc làm ăn buôn bán, nhất là về buôn bán. Đó, đây là những cái dự án của những cái doanh nghiệp cũ đó quý vị, người ta cũng đi vào cũng có cư dân rồi đó nhé, nhưng mà tình hình là mua bán á, rất là ám đạm luôn. Đó quý vị nhìn thấy không, nguyên một cái khối, cái mặt bằng nó rộng thênh thang như thế này, giờ treo biển bán, treo biển cho thuê mấy năm nay rồi. Đó, nhiều lúc người ta không ngó ngàng tới luôn quý vị, tại vì có ai hỏi gì đâu, thật sự ha. Đó, cho này để nhìn rõ hơn, các bạn nhìn rõ hơn, bán hoặc cho thuê. Đó, đây là những cái bản treo ít đó, trong các cái quận nội thành treo dưới đó, tại vì đây xa xôi quá, người ta mấy cái anh môi giới mấy anh không có ra đây, và thấy dán lên thì dán cầu may vậy thôi, nhưng mà nó rộng rãi cái này không biết người ta sẽ bán những cái gì. Đó quý vị và các bạn, chỉ thấy ngân hàng và hàng ăn hàng uống là nhiều. Đó, còn shipper thì làm việc cực lực, tại vì sao, người ta đặt hàng rất là nhiều, còn các cái trung tâm này thì càng ngày càng thu hẹp. Đây cũng một cái khối như vậy luôn quý vị nè, nó cũng bán mà cho thuê dưới các cái khối đế chung cư. Đó thì trên đây Sài Gòn Camera đã phản ánh cùng quý vị và các bạn dự án cũ mới gì cũng rao bán ồ ạt và tràn lan. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị luôn khỏe, thành công và may mắn. Một lần nữa mong quý vị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh Sài Gòn Camera. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.